Hello, chào buổi sáng các bạn. Đây là bữa ăn sáng của mình nhá. Quiari. Quiari là gì? Là sản phẩm giảm cân hiệu quả đến từ đất nước Mỹ. Đất nước Mỹ là gì? Là một đất nước đứng đầu thế giới trong nghiên cứu y khoa. Sáng ra là mình cho vào cái chai này, lắc đều lên và uống nhá. Đấy, bữa sáng xong, ăn sáng xong là mình uống hai cái viên này. Quiari khơi nguồn cảm hứng. Quiari hỗn hợp bột bổ sung dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch. Quiari đây là viên nén cung cấp và đốt mỡ thừa nhá. Nếu ai không có mỡ thừa muốn tăng cân thì uống dạng bột thôi nhá. Đấy, uống dạng bột, mở lắp ra, cho bột vào, khuấy đều lên và hoàn tất bữa sáng lành mạnh, giảm cân hiệu quả. Đặc biệt Quiari làm từ quả ma quy nhá. Ma quy là gì? Là cây ma quy mọc ở Chile, miền Nam nước Mỹ. Cây này mọc ở Patagonia, nơi sạch nhất hành tinh ở Argentina của Nam Mỹ. Đây là một loại thần dược của bản địa nơi đây. Họ sử dụng lá quả thân rễ để làm thuốc chữa bệnh, tăng cường cơ bắp và sức chịu đựng. Tại sao nói là thần dược nhé? Ở Việt Nam có là thần dược đó là sâm ngọc linh. Còn ở Trung Quốc có thần dược đó là thạch hộc. Thạch hộc thì dùng cho vua chúa. Và sâm ngọc linh ngày xưa cũng chỉ dùng tiến vua. Nhưng ngày nay sâm ngọc linh đã được gieo trồng ở trên vùng dân tộc Ê Đê tại núi Hoàng Liên Sơn, dãy núi Ngọc Linh. Nhưng ở cây này cũng vậy, nó chỉ mọc hoang dã và bây giờ cũng được nuôi trồng ở vùng núi Patagonia, chỉ vùng đất này thôi, với thổ nhưỡng này mới đem lại giá trị dinh dưỡng. Cũng như sâm ngọc linh cũng vậy, 72 hoạt chất saponin, nhưng chỉ trồng ở trên núi Ngọc Linh mới đem ra giá trị dinh dưỡng nhé. Còn trồng ở Mỹ Đình thì như củ khoai, củ sắn đó. Chất chống oxy hóa là gì? Đây là một trái cây siêu chống oxy hóa. Đấy các bạn nhìn nhé. Cao hơn cả măng cụt, việt quất, dâu tây. Làm tăng khả năng miễn dịch, đẩy lùi một số bệnh nguy hiểm như ung thư, các bệnh lý về tim mạch và huyết áp nhé. Đấy, các bệnh lý. Theo một nghiên cứu lâm sàng kéo dài trong 4 tuần, những người dùng dâu ma quy này sẽ giảm đáng kể tổn thương do máu so với đúng món đối chứng. Hợp chức năng khỏi thuốc chữa bệnh nhé. Nhưng nếu các bạn uống đều, nó có thể thay thế thuốc luôn và hỗ trợ bách bệnh. Bởi vì sao? Ma quy được mệnh danh là thần dược. Đã là thần dược thì chữa bách bệnh nhá. Kháng sinh này, kháng viêm, tốt cho tim mạch, huyết áp. Những bệnh nhân huyết áp cao dùng rất tốt. Những bệnh nhân tiểu đường nhá, dùng rất tuyệt vời luôn. Khỏe mắt, những bệnh nhân mắt tèm nhèm, khô mắt, tiêu hóa. Bệnh nhân đại tràng này, dạ dày này, ung thư này. Chống lão hóa, đẹp da, thanh xuân mãi mãi là có thật nhá. Kéo dài tuổi thanh xuân. Trẻ đẹp không già. Giải độc cơ thể, tốt cho gan, trị đau họng, tăng cường miễn dịch, chữa các khối u, tốt cho sinh nở. Mỗi một buổi sáng các bạn chỉ cần uống thôi. Và cái này rất là rẻ nhá, 125 đô, nhưng tiền ship về Việt Nam là 3,5 triệu. Các bạn đặt hàng hết qua app, quẹt thẻ Visa và hàng sẽ chở ship về Việt Nam sau 3 tuần. Hiện nay có kho hàng ở Đông Nam Á nên chỉ 2 tuần thôi. Các bạn có thể gọi cho Hồng để Hồng hướng dẫn đặt hàng nhá. 098 99 23 110, 0989923110 nhé. Đặt hàng online, ship hàng về tận nhà nhé các bạn nhé. Và hiện nay ấy, thì gói ra tính ra tiền mặt là 3,5 triệu nhé. Còn ai mà dùng thẻ Visa thì sẽ tự trừ phí ship lên trên thẻ Visa. Sản phẩm tuyệt vời, không cần phải ăn phở ăn túng nữa, bởi phở uống nhiều hóa chất, chất độc hại, làm từ thuốc trừ sâu rồi thuốc tăng trưởng, các loại thuốc. Và cứ có bữa ăn sáng lành mạnh thế này thì thật là tuyệt vời, đúng không các bạn? Rất là tiện luôn, có túi nhỏ nhá, túi nhỏ mang đi làm luôn, vừa đi đường vừa uống.